sau một hiệp một thi đấu cân bằng với tỷ số 1-1 thì hiệp 2 các cầu thủ Long Phú đã tỏ ra vượt trội hoàn toàn Long Phú 1. Tỷ số bây giờ hơn nửa hiệp 2 đang là 5-1 rồi. 1-1 ở hiệp 1 thì vào hiệp 2 các cầu thủ Long Phú đã càng đá càng hay, những pha phối hợp chúng ta thấy chết nhóm cùng với kỹ thuật cá nhân của Thanh Phát và những đồng đội của mình. 3 bàn thắng 4 bàn thắng nữa đã được ghi trong hiệp thi đấu này. Tỷ số hiện nay là 5-1 nghiêng về các cầu thủ Long Phú 1, và với tỷ số này thì gần như là chức vô địch của mùa giải năm nay lần thứ 6 2024 cúp truyền hình Sóc Trăng và bóng đá Nhi Đồng gần như là nằm trong tay của các cầu thủ Long Phú 1. Là một lần nữa thì chiếc cúp về Long Phú, chúng ta biết là 2023 thì chức vô địch cũng thuộc về Long Phú với nhóm cầu thủ chủ lực các em học sinh tiểu học của Đại Ngãi, thì năm nay cũng về Long Phú với nhóm học sinh chủ lực là Trường Khánh. Và nếu nhìn về ngược về lịch sử của giải đấu này thì nhóm ở Trường Khánh, các em ở Trường Khánh thế hệ 6 năm trước, tức năm 2017 thì các em đã từng giành chức vô địch 2017, và năm nay 2024 một lần nữa chức vô địch gần như sẽ thuộc về đơn vị Trường Khánh nói riêng và Long Phú nói chung. Như vậy là nếu không có bất ngờ nào quá lớn xảy ra thì có lẽ khó có thể xảy ra nữa. Tỷ số hiện nay đã là 5-1 rồi thì chức vô địch gần như sẽ thuộc về một lần nữa về Long Phú. 2023 Long Phú và 2024 cũng là Long Phú. Năm rồi đội Long Phú, tức là cái nhóm các em ở thứ 6 rồi, rất là dễ dàng 6-1 dành cho Long Phú 1. Có thể nói là vỡ trận này. Các em Trần Đề 1 sau nỗ lực trong hiệp thi đấu thứ nhất và vượt lên dẫn trước 1-0, sau đó kết thúc hiệp 1 tỷ số là 1-1 thì giờ đây có thể nói là các em chịu đựng lối đá tấn công liên tục của các cầu thủ Long Phú 1. 6-1 chức vô địch gần như là chắc chắn nằm trong tay của các em Long Phú 1. Long Phú nhóm của Trường Khánh năm rồi giành 23 và năm nay thì các em sẽ là nhà vô địch. Tiếp tục chúng ta thấy thủ môn Trần Đề, đó là một trong những thủ rất là xuất sắc, nhưng mà trước sự tấn công liên tục của các cầu thủ Long Phú 1 thì em cũng đã không thể lúc nào cũng cản phá thành công. Có thể nói là để có mặt ở trận chung kết này của đội Trần Đề 1 có công rất lớn của thủ môn này, đặc biệt là ở trận bán kết ngày hôm qua, chính thủ môn này đã đỡ 3 quả liên lưu để giúp đội nhà có mặt ở trận chung kết này. Tuy nhiên ở trận chung kết, cái một đối thủ vượt trội từ cá nhân cho đến phối hợp, đặc biệt là những cá nhân quá nổi bật, thì thủ môn Hiếu của Trần Đề 1 cũng không thể trụ vững được. Tiếp tục là một cú đá nữa của các cầu thủ Long Phú 1. Cầu thủ số 18 khá là nhỏ nhắn, cũng đang là một trong những ứng cử viên mà chúng tôi nhắm đến cho vị trí là cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu. Chúng ta thấy em rất là nhỏ nhắn so với Thành Phát, em còn mỏng mảnh hơn. Tuy nhiên rất là dẻo dài, kỹ thuật rất là tốt. Rồi đó. Số 9 của Trần Đề khá là kéo, em có thể hình tốt, cao, mặc dù mảnh khảnh nhưng da cao già, và em là người cũng mở tỷ số trận đấu này. Và bây giờ là Thanh Phát vẫn là rác, một cú phối hợp rất là đẹp, đứt bóng một lần nữa là trúng xà ngang, phối hợp rất là tốt. Chúng ta thấy Thanh Phát vừa rồi, nếu như em có thể cầm bóng đột phá thì là một pha phối hợp sẽ bóng ngang phải cho đồng đội ở vị trí thuận lợi hơn. Một nhãn quan chiến thuật phải nói cực kỳ tốt.
không chỉ là khéo léo cả hai chân đánh đầu mà Thanh Phát còn có một nhãn quan chiến thuật rất là tốt, tinh thần đồng đội, nhãn quan chiến thuật, những pha bóng phối hợp, những pha bóng tạo cơ hội cho đồng đội ở các vị trí thuận lợi hơn, càng tỏ sáng của cá nhân này. 15 bàn thắng qua 5 trận đấu, một tỷ số ghi bàn phải cực cao, trung bình là 5 bàn một trận. Riêng trận chung kết tới thời điểm này thì em đã có 3 bàn, chúng ta thấy kỹ thuật cá nhân hết sức điêu luyện. Nếu không có sự phản xạ của thủ môn Hiếu thì có lẽ là em đã có thêm một bàn thắng nữa. Cực kỳ khéo léo. Rất là khéo léo. 3 bàn trong trận chung kết để nâng số bàn thắng lên 15 bàn sau 5 trận đấu. Thành Phát xứng đáng được xem là cầu thủ vô phải lý từ giải năm đồng. Và phải dừng cực kỳ giỏi. Cài người lấy bóng cực kỳ giỏi. Hiệp 2 trận chung kết giọng đá nhi đồng trên cúp truyền hình Sóc Trăng lần thứ 6 2024 giữa Long Phú 1 và Trần Đại 1. Tỷ số hiện nay đang là 6-1. Chiến thắng đậm đà trong trận chung kết. Chiến thắng đậm đà cách thuyết phục để lên ngôi giành chức vô địch của Long Phú 1. Một lần nữa chức vô địch sẽ thuộc về Long Phú. Về các cầu thủ Long Phú 1 6-1, một chiến thắng thuyết phục để giành chức vô địch. Như vậy là kết thúc giải năm nay, Long Phú 1 đã giành chức vô địch một lần nữa. Chức vô địch đã thuộc về Long Phú 2023, Long Phú 2024, Long Phú lần này Long Phú 1. Rồi anh em mình chờ xem trực tiếp để trao giải nha.